Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày chủ nhật, ngày của riêng mình. Nhưng mà mình vẫn là điều đặn, vẫn là đi để mà sưu tầm à cái bộ môn chiếc cổ. Nên là hôm nay sưu tầm được 3 món. Đỡ được mà sưu tầm thì mình cũng không tự đi sưu tầm được. Vậy nhờ anh em kết hợp anh em chỉ đường chỉ lối cho. Và phải có người trong buôn á, họ chỉ với mình đi đường. Đi tới đi lui đi sưu tầm được. Ba món này mình cũng vừa ấy. Món thứ nhất là món bún Quang Đức này. Bán lón luôn. Ở nhiều điểm họ biết rồi. Men rất là khỏe này. Đây là cái tai đu chuột nha các bạn. Lát nữa mình sẽ đi từng chi tiết nhỏ. Món thứ hai là cái ấm này. Cái ấm này đỡ ấm trung chuyển đỡ mà rót rượu cần á. Từ rượu cần này là chế này sang cái ấm này. Rót ra ly nhỏ này các bạn. Đây, ấm. Ấm này cái vòi này đã kỹ thuật lại rồi. Người ta đã kỹ thuật lại rồi. Bên này là cái này là văn hóa nó nhìn rất là phong thực này. Miệng nhỏ này. Bụng to này. Rất là đẹp lạ, mà lại méo nữa. Lại méo tay tay ngang. Tay ngang này, miệng lại méo. Miệng nhỏ luôn. Hôm nay là cũng tàu rồi các bạn. Sâu tù lắm rồi. Kính mời cả nhà mình xem từng chi tiết nhỏ nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình xin đi từng chi tiết cái chế này nha các bạn. Các bạn nhìn vào là biết nó như thế nào rồi. Không còn phải nói nhiều. Men bấm khỏe lắm. Cái Quang Đức ở dòng này mình hiếm có nào mà đẹp hơn cái này. Chắc chắn luôn. Nó rất là đẹp. Tai chuột. Tai bóng khỏe. Đây trông rồi các bạn. Đây họ biến này, nhìn họ biến luôn. Vỏ sò ở đầm ổ lon nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Mình xin qua cái món thứ hai. Đây là món thứ hai nha các bạn. Cái này là cái trung chuyển này, từ cái chế to này sang cái này. Rồi rót qua ly này. Cái vòi này là đã kết thúc rồi. Mình đi sưu tầm về người ta đã kết thúc rồi. Đó. Nhìn rất là lạ, rất là hay. Mình thích nên là mình nhích ngay. Đó, mấy đồ này là mình hữu duyên là sở hữu được thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Mình xin giới thiệu cái món thứ ba. Món thứ ba rất là phồng thực nha cả nhà. Nhìn là bụng nó là to, miệng nhỏ, tai ngang luôn. Dáng này là của nước Nhật thì họ rất là thích. Đặc biệt cổ nhỏ, tai ngang này. Là phong cách của Nhật Bản. Này, cái này là gốm này gốm tàu à. Đam mê không biết mệt mỏi. Lúc nào rảnh là có thời gian là đi sưu tầm. Đây là mình cũng không thể nào mà tự đi được. Có người họ chỉ dẫn đường cho mình mới sưu tầm được. Đây. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cuối tuần
Mình xin chúc cả nhà mình có một tuần mới tràn đầy năng lượng và sự nhớ làm gì được nói. Chúc cả mình chúc cả nhà mình tháng mới, tháng lễ mới được bình an. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.